Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hai cái thước phim hôm trước thì là cháu được cúng cùng ông là lên trên đường quốc lộ với lại đường lớn để tham khảo một hai cái miếng đất. Thế tuy nhiên thì là vẫn còn chưa thấy hợp lý cho lắm các bác. Miếng đất mà đầu tiên khi mà anh em đi tham khảo, khi mà cháu Lực cùng với lại ông đi tham khảo thì là cái chiều rộng của nó là 14 mét, còn cái chiều dài của nó là 11 mét. Thế còn miếng đất thứ hai thì là cái nó chiều dài của nó là 12 mét, còn cái chiều rộng của nó thì là 15 mét. Thì cháu Lực thấy là cái miếng đất thứ hai thì nếu mà để mà làm nhà ấy, thì là mình chỉ có làm nhà là hai cái tả ly ở trên kia thôi. Còn nếu mà về phần sau này làm ruộng với lại làm để mà mình chăn nuôi lợn với lại là mình trồng rau thì là ở dưới phần tả ly dưới thì cũng có còn một thửa, thì cho nó rất là thích hợp của bác ạ. Phải nói thật ra thì là ở trên đấy thì là không ai muốn bán đất cả, thành ra là rất là khó. Cũng có rất là nhiều các cô bác anh chị nói với cháu Đức rằng là mua đất một nô một cái cỏ đồi xong là mình thuê máy xúc ra để mà xúc với cô bác đấy, nhưng mà nó là mỗi nơi nó là một cái giá đất khác. Thí dụ như là cháu được đang nói thí dụ như cô bác nhá, đất của nhà em Quân 14 tuổi ở bên chỗ anh chị Quân Uyển đó là thuộc dạng đất quốc lộ thì nó cũng lại một giá đất khác. Còn như em hai anh em Hưng Thuận thì nó cũng là một cái giá đất khác. Còn hai ông cháu ở trên này thì nó cũng là một cái giá đất khác cô bác ạ. Miếng đất của hai ông cháu vừa rồi cháu được có đi xem các bác và cháu Lực cũng có ghi hình lại đấy, thì là người ta cũng hô một cái giá cũng khá là cao rồi đấy ấy. Khá là cao của bác ạ. Thế tuy nhiên thì là nếu mà làm rồi đấy thì vẫn phải kè thêm một chút thì nó mới mặt bằng của nó thì mới bằng được. Thế tuy nhiên thì cái việc kè đó thì nó không phải là kè đáng bao nhiêu cả các bác, kè độ tầm là 2 mét thôi, 2 mét thôi là quá đủ rồi. Và cháu Lực cũng đã tham khảo thêm là những cái cỏ đồi mà người ta có đấy các bác để mà bán đấy, nhưng mà ở trên đấy là không có một ai bán một cái quả đồi nào như vậy cả cô bác. Đường ở trên đấy nó là thuộc dạng là cái đường bây giờ nó đang vào để mà quy hoạch làm cái đường quốc lộ lớn đấy cô bác, cho nên là giá đất của nó đang ngày dần là một lên rồi, thành ra là cũng bây giờ nếu mà mua thì một cái giá thì nó cũng sợ rằng là mua cao quá thì không có mua được cô bác ạ. Cho ông cháu ở giữa hai ở dưới này thì là ở cái hổm quá rồi, để mà vận chuyển được vật liệu vào dưới này thì cực kỳ mà khó khăn. Còn về cái phần kinh phí nếu mà để mua đất cô bác thì chắc chắn là mua đủ rồi. Trong thời gian qua thì cháu Lực chia sẻ thì cũng nhận được là một cái khoản rất là lớn, là hơn 100 triệu mà các bác anh chị thương yêu hai ông cháu là muốn giúp cho hai ông cháu có một cái nơi ở để mà nó thích hợp và nó tiện cho hai ông cháu nhất cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Mỗi lần đi xuống cái nhà hai ông cháu thì xuống nhà hai ông cháu thì phải nói là một cái bài tập đối với lại cháu Lực cùng với lại em quay phim luôn cô bác ạ. Có những lần thì là đi xuống không thì cảm thấy là không có vấn đề gì đấy, nhưng mà đến cái lúc mà vác trên mình là cái bao gạo hay là vác trên vai của mình những cái gì đấy thì cảm giác như là nó đi khó hơn đấy, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì tới nhá cái công việc mà cháu được đi chị gửi những phần quà tới cho hai ông cháu cả. Anh nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là thấy hai ông cháu là đang làm ruộng ở dưới kia các bác ạ, không biết là làm ruộng gì. Trâu thì khá là to, trâu này thì là ông là nuôi là hoàn toàn là lấy thứ nhất là lấy cái sức kéo và thứ hai thì lấy cái chất thải của phân đấy các bác để mà đi làm ruộng. Ây à, gặp Mạnh ở nhà này. À, Mạnh là ở nhà. Ôi chào bác nhá. Đi đâu ấy hả? Hả? Đi đâu đấy hả Mạnh? Đào cho chú ra đây, đứng này. Đứng lên nào, đứng lên, khoanh tay. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Rồi, hôm nay là Mạnh ở nhà làm gì đấy? Chơi. Ở nhà chơi à? Thì ông Mạnh đâu rồi? Chúng. Ông làm ruộng à? À, thế ra chắc là Mạnh là cũng đi
trong ruộng này nó có bác này, mặt thì còn là dính bùn nữa. Ào, không được để tay ở trong múi nha, chú nhớ chưa? Lần sau là Mạnh là không được để tay ở trong múi nhá. Chắc là tại thành một cái thói quen rồi các bác ạ. Ông sò thì cũng không có gọi là làm ngắc chỉ dạy Mạnh là nhiều với các bác. Đấy, nhưng mà ông thì rất là thương yêu bé Mạnh. Ông làm ruộng ở tận đâu? Hả? Kia, thế là Mạnh đưa chú đi xem nào. Đưa chú đi xem là ông làm ruộng ở đâu. Ôi, cái này cái gì đấy Mạnh ơi? Cái này cái gì đấy? Hả? Nhổ ra nhá. Nhổ ra không? Không nhổ à? Ông thì dùng chè phơi đây này các bác nội. Chè của ông thì có tuyết rất là nhiều các bác ạ. Nhìn cái búp trắng trắng như này là tuyết chè của bác ấy, uống rất là thơm chè này ấy. Đấy, ủa rất là nhiều tuyết thôi. Hôm nọ thì cháu lúc cũng có lấy một ít để cho để đem lên để đem đi về rồi các bác. Thì cũng được là một số bác là yêu quý ông là ủng hộ chè cho ông. Con gì đấy Mạnh? Con chó của Mạnh à? À, Mạnh thì có một con chó bé bé đấy các bác ạ. Ông Mạnh làm ruộng ở đâu? À, dưới kia. Rồi nhìn thấy là ông đang làm ruộng này các bác này. Không biết là ông đang nhặt là cái gì ở ruộng nữa. Nhìn ở đây thì có vẻ như là ông nhặt là những cái cỏ dại ấy. Ở đây có con ốc không hả Mạnh? Hả? À, cái này thì không phải ốc này. Cái này thì chắc là hạt gì đấy. Nhìn như kiểu là ốc ấy. Mạnh ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Ờ, rồi đi. Cậu, đi. Đi nào, chú lên cống đi nào. À, đây. Cái này là quả gì đấy? Có phải có ốc không? Ốc không? Hả? À. Chầm một lục hồi bây giờ. Có phải có ốc không? Không phải à? Hỏi bằng tiếng Nùng thì cũng lắc đầu. Đấy, nhưng Mạnh thì biết nghe tiếng phổ thông thì khá là nhiều các bác ạ. Năm nay thì cũng 5 tuổi rồi. Đấy, có vẻ như là có những cái hạt là phân bón vào thì nhìn ruộng của ông thì có vẻ tươi tốt hơn một chút các bác ạ. Ôi rồi, đến đây. Ông hôm nay làm ruộng hả ông? Trời. Nhổ cái loại cây dại ra hả ông? Đấy, Mạnh ơi. Nhổ những loại cây ra hả ông đây này? À. Nhiều lắm. Ôi, sao có nhiều đấy ông? Khi mà làm được ra là những cái hạt gạo, hạt thóc thì phải nói là cực kỳ mà khó khăn đấy cô bác ạ. Hai ông cháu đã ăn cơm chưa? Cháu ăn sớm rồi. Cháu ăn sớm rồi à? Thế là cháu ăn sớm là xong rồi ra ruộng đây rồi à? Ừ. Thế ông nghỉ tay ông gửi một lời chào tới các bác đi ông. Ông là phải rửa tay sạch sẽ đã rồi thì mới nói được đấy cô bác. Ông gửi một lời chào tới các bác nhá. Đây, ông nhìn ra đây. Tôi xin chào các bác, các chị nhá. Tôi đang làm ruộng nhặt cỏ dài này ra. Không thì lúa không tốt rồi, không nên rồi. Tôi dầm quá đây. Có vẻ... Chào nhá. Có vẻ như là hôm nọ là ông tưới... ông bón phân vào đấy, cảm giác như là cái cỏ dại này nó cũng tốt lên không nhỉ? Thế chỗ này thì nhổ tầm độ độ một ngày thì hết không ông? Một ngày được hai thửa thôi à? Thửa dưới thì còn nhiều hơn. Ôi ôi, có vẻ như là
là nhà ông thì không ai dùng thuốc diệt cỏ mấy cô bác ạ, thành ra là có rất là nhiều. Cỏ không chết mà, cỏ này. Cỏ đấy không chết không? Chắc lố vậy. Thế Mạnh thì là đang ra bên kia chơi này các bác này. Thế những công việc này thầy thì Mạnh cũng chưa có biết làm cho là mấy đâu. Biết làm đúng rồi. Muốn thì rất là muốn vào làm với ông đấy, nhưng mà vào thì toàn là giấm là mạ thôi. Không biết là làm gì ở kia, khó hết to thế. Không biết là ra phần bên kia thì có nhà nào mà bán nguyên quả đồi không ông nhở? Nó là ngán, nhưng mà bán nguyên quả đồi thì cũng phải là gần mặt đường một chút không? Không biết rồi. Nhưng mà bán nguyên quả đồi thì là mình có thể là mua xong là thuê máy xúc xúc để lấy cái mặt bằng của nó không ạ? Chỗ vâng. Chỗ miếng đầu tiên của hai ông cháu mình đi hỏi ấy, thì là rất là nhiều các bác ở trên kênh thì nói là rất là dốc ông ạ, chỗ đấy ấy. Thì rất là dốc và giá cũng rất là cao ấy. Chỗ đấy nếu mà làm nhà đấy thì phải kè mất độ tầm chắc phải tầm tiền trăm thì nó mới có cái mặt bằng lên được. Đấy thì tuy nhiên là cũng cùng ông là xem thêm cái mảnh đất thứ hai rồi. Mảnh đất thứ hai thì ông thì cũng khá là ưng ý và độ dốc thì nó cũng không dốc mấy đâu các bác. Cái đất thịt của nó thì cũng là rất là nhiều, nó toàn là đất cứng thôi. Có vẻ như cây này nhìn sắp giống là cây lúa đấy ông nhỉ? Cây này ấy. Những cái công việc mà khi mà ông ở nhà thì cháu được xé ghi hình ở nhà, còn hôm nào mà đi xem đất hay là làm gì đó thì cháu được xé ghi hình những cái công việc khác. Mạnh là ra kia là trêu gà của bác ạ. Mạnh ấy. Mạnh ơi, mày nè đó mà, mày nè bánh à, mày nè bánh bà, mày nè không lấy không ra đây. Cái thanh niên này thì phải đem bánh dụ một chút của bác ạ. Sang năm sau thì có thể Mạnh là đi vào lớp 1 rồi thì em mới sẽ nghe lời hơn và em mới sẽ biết biết nhiều hơn đấy các bác. Nghe lời thì em mình vẫn nghe lời rồi, nhưng mà sang đến lớp 1 thì em sẽ trưởng thành hơn một chút. Ra đây chú Bảo, ra đây nào. Ra đây. Ra đây chú Bảo. Mạnh có lấy bánh không? Có lấy bánh không? Lấy bánh à? Đi sắn quân lên. Cùng chú, cùng ông làm này, biết làm không? Không. Ra đây chú dạy nào. Sắn quân lên. Thì chú cho bánh. Sắn quần lên. Này, sắn. Có quần lót không? Hả? Có quần đùi không? À, sắn nó cao nó lên là được rồi. Đấy. Phải biết làm ruộng chứ. Đấy, vào đây nhổ. Đấy. Đấy, vào đây, nhổ đây này. Đấy. Đấy, phụ ông làm đi. Thực sự ra để mà nói thì độ tuổi của Mạnh thì là không có đủ tuổi để mà làm đâu cô bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là
À, bé Mạnh biết làm là bé Mạnh sẽ là phụ là ông đấy. Nhổ cây nào anh, nhổ được không? Được à? À. Cái gì đấy? Con gì đấy hả? Nhổ từng cây một này cô bác này. Hai tay là... À, hai tay là... vừa đi, gọi là vừa đi là vừa nhặt con gì luôn đấy. Không hề sợ sệt một con gì luôn đấy cô bác ạ. Mày nhặt sạch vào đi. Cái này nhổ nhổ này, nhổ như chú như ông này. Đấy, nhổ một tí nữa thì mới về nhà. Xong rồi chú, thì chú là đưa 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 bánh cho nhá. Nhá. Rồi, nhớ. Được không? Nào, giờ chú đem vứt nào. Cây này là không phải là cây lúa của bác ạ, nhưng cây này là cây hiểu là nếu mà mình không nhổ ra đấy, sang năm sau nó bắt trưởng thành lên ấy, thì có rất là nhiều những cái hạt của nó lại rơi xuống, lại tiếp tục mọc, là nó không bao giờ hết được. Không biết là dưới xuôi thì cây này của các bác là gọi như thế nào. Mình là chưa biết là nhặt sạch mấy đâu. Đấy, đi thì rất là nhanh nhưng mà nhặt là không có sạch mấy đâu cô bác. Con gì đấy? Nhổ đi, lấy nhổ đi, lấy nhổ từng cây một đi, nhổ đây này, ra đây nhổ đi chứ, đừng có đi trước đi, nhổ nhổ đây này, vừa nhổ vừa đi đi. Để mà tìm được đất ở trên chỗ khu trên được lớn như kia của bác này thì thực sự ra rất là hiếm, người ta cũng không có bán nhiều đấy cô bác, bán người ta cũng chỉ là bán đủ cho mình là một cái căn nhà. Đất ở trên kia thì có vẻ như là rất là ít nhà muốn bán đấy ông nhỉ, tại vì là cái đất ở đó là nó là cái đất mà bây giờ nó là thuộc dạng là gần mặt đường đấy cô bác, cho nên là người ta đang nó chuẩn bị đang lên giá. Thì người ta không muốn bán nữa đâu, đang sang năm tới thì là người ta làm lại con đường đấy thì nó sẽ có giá hơn. Người ta sẽ nâng cấp con đường đấy lên đấy. Con đường đấy là trước ông bảo là nó thuộc dạng là làm con đường gì đâu nhỉ? Đừng cho đi nhá. Vâng. Đây mẹ ơi, con gì này mẹ ơi, đây này. Làm đường 2 chiều à? Đây. Con gì đấy? Biết không? Hỏi con gì phát nó thanh niên này một phát là bẻ đứt đầu luôn. Giấm lúa rồi. Suối thì mất ạ. Giấm lúa rồi. Thế nào? Thế nào rồi à? Lúa bây giờ rồi à? Giống phải cây lúa rồi. Nhổ ngoài này thôi nhá. Nhổ ngoài nữa nhá, không đi vào trong nữa nhá. Nhá, nhớ chưa? Nhớ. Rồi.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, bây giờ thì Mạnh là chỉ có là gọi là ở nhà là đám theo ông thôi cô bác. Để mà làm được những công việc thì chắc chắn là Mạnh là còn là chưa có thể mà làm được nhiều lắm. Vẫn là ham chơi thôi ông nhỉ. Nhổ được không? Nhổ đây này, nhổ những cây này thôi, nhổ cho chú này anh. Bỏ hẳn vào trong đây nhổ chứ. Ở dưới này thì có một cái nguồn nước mà được ông là với lại Mạnh là xuống đây để mà lấy đi sinh hoạt là hàng ngày đấy cô bác ạ. Cái nguồn nước này là đất của cái nhà người chú đấy cô bác. Đấy, tuy nhiên thì là chú đã không có muốn cho hai ông cháu để mà dùng cái nước này sinh hoạt đâu. Mỗi lần mà lấy xong, ui ôi, uống nước này luôn à Mạnh? Hả? Không uống nữa, ra đây, tí chú lấy nước cho, không uống nữa. Lấy rửa tay đi, rửa tay cho ăn ăn bánh, ra đây chú lấy bánh cho. Ra đây chú lấy bánh cho. Có một cái nguồn nước duy nhất như này thì là cũng đem bán đi cho người khác đấy cô bác, không nữa, không muốn cho hai cháu là dùng đâu. Đấy, nhưng mà do là cái nhà của người chú đấy cũng là xa cho nên là không có về đây để mà theo dõi thường xuyên được. Mẹ ăn bánh không? Đây, ngồi đây. Ngồi đây chú cho bánh nha. Đấy, duy nhất là còn là một cái gói bánh nữa. Ngồi đây. Đây. Cháu như nào? Cháu gì? Cháu xin chú à đây. Đây. Em bánh đi ăn đi. Có đói không? Đói à thì ăn đi. Mạnh trẻ con thì hỏi là lúc nào cũng thấy đói đâu cô bác ạ. Lúc nào mà no nhất thì chỉ biết là no thôi. Ra đây chú bóc cho, con chú bóc cho không? Ra đây chú bóc cho. Đấy, chú bóc cho Mạnh nhá. Chú bóc cho nhá. Hả? Nhớ á. Chú bóc cho thì bảo là dạ nhá, lần sau nhá. Nhưng mà lần sau không để tay vào mũi. Có vẻ như là hình thành một cái thói quen của Mạnh rồi cô bác ạ. Cho nên là lúc nào cũng để tay vào mỗi mũi. Các bác cũng thông cảm, để các bác cũng thông cảm cho Mạnh các bác nhá. Đây, chú bóc cái to đây. Đây. Cái này thì có để lại cho ông không? Có để lại cho ông không? Có. Hỏi bà là có để lại cho ông không thì bà là có. Thế đi ăn thì tí để lại cho ông một nửa.
Mời công các bạn bánh. Con mời công các bạn bánh. Ông có bán bánh. Rồi ăn đi. Một cậu bé mới chỉ có 5 tuổi thôi cô bác ạ. À, đã phải là không có bố ở bên cạnh, cũng không có mẹ nữa. Bố của Mạnh thì là cháu Lực cũng nói lên trên kênh rất là nhiều rồi cô bác ạ. À, chắc là các bác, một số các bác ở đây thì là biết rõ chứ rồi. Thế tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực đăng tải lên thì cũng có một vị khán giả đang sinh sống ở bên Campuchia là cũng muốn giúp đỡ cho cháu Lực để mà đón được bố Mạnh về để mà đoàn viên cùng với lại gia đình, đón bố Mạnh về để mà chăm sóc cho Mạnh cũng như là chăm sóc cho ông của bác. Đây, ăn hết thì đây, không nhầm lấy à? À đây. Rồi, chú cầm cho thì ăn hết xong lại lấy nhá. Rồi, ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống ăn. Đây, ngồi xuống ăn đấy. Ăn xong thì tiếp tục là đi làm ruộng nhá. Làm ruộng mấy nơi mới có gạo để ăn nhờ, có thóc để ăn nhờ. Phải không? Nhìn ra đây, nhìn xuống cái kia, các ông bà mới nhìn thấy mặt của Mạnh chứ. Mạnh thì là một cậu bé mà rất là đáng yêu cô bác ạ. Này. Và những cái gói bánh này thì là cũng được là bác Thảo Lố là bác ấy gửi cho cháu Lực để mà khi mà đi lên trên bản ấy, thì là cho các bạn nhỏ đấy cô bác. Gặp các bạn nhỏ thì là các bạn nhỏ nào mà cháu Lực cho. Thế vừa rồi thì đang nói đến câu chuyện của bé Mạnh đấy cô bác. Thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ đón được bố của Mạnh về. Nhưng mà bây giờ nó cũng phải là có cơ hội. Cô bác ạ, mong rằng là cơ hội sẽ mỉm cười với cháu Lực, với lại hai ông cháu để đón được bố Mạnh là quay trở lại. Chứ không là không biết là đi bao nhiêu năm nữa về cô bác. Có rất là nhiều người kể với cháu Lực rằng là bên Campuchia thì nếu mà không làm được việc ấy bị đánh đập rất là nhiều. Thế Mạnh thì có muốn là bố trở về với Mạnh không? Có muốn bố ở nhà với Mạnh không? Hả? À, nuốt đi, ăn đi. Hết chưa? Hết chưa? Hết, nói to lên. Hết rồi à? Nào, quay ra đây chú hỏi. Thế là Mạnh có muốn bố Mạnh về không? Mạnh biết là mình có bố không? Mạnh có bố không? Có. Có à? Nào nhìn ra đây, nhìn ra đây. Thế Mạnh có muốn là bố về ở với Mạnh không? Có. Có à? Ông nói cho Mạnh là Mạnh có bố à? Có phải không? Phải. Phải à? Thế bố của Mạnh thì đi đâu rồi? Có biết không? Có vẻ là có lẽ có vẻ như là Mạnh là những cái từ gọi là từ bên tiếng ở nước ngoài ấy, là Mạnh không có biết nói cô bác ạ, nhưng mà vẫn biết là đi đâu. Đây ăn bánh tiếp không? Ăn không? Chú cho này, chú cho Mạnh hết gói mà, hết thì ăn thôi. Chú cho Mạnh hết gói mà nhờ. Nhưng mà Mạnh phải ngoan nhá. Được chưa? Đi học là phải giỏi nhá. Thì chú mới thương, các ông bà mới yêu. Mà những cái tay của Mạnh thì có vẻ như là bị cái này bị cái gì cắt đây? Hả? À, đấy, chắc là vừa rồi là đi làm cỏ đấy cô bác ạ, bị cây cỏ là cưa phải. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là không phải là ông là bắt nạt Mạnh là ra làm với ông đâu. Đấy là vừa rồi thì cháu Lực là gọi Mạnh vào, chứ không là Mạnh cũng chỉ là chơi chơi ở ngoài thôi. Và đi vào làm thì Mạnh thì cũng gọi là đi vào để mà có thôi. Đây. Đây, ăn hết miếng này xong là cất đi nhá. Xong là tí ăn tiếp nhờ. Nha. Chú cất vào túi cho nhá. Cất vào túi của Mạnh nhá. 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 Vâng. Đấy, nó phải nói to chứ không được nhớ. Hỏi bảo là cất vào túi cho Mạnh nhá. Nhớ, cứ nói nhớ thôi. Không biết có túi không? Xem nào. Ây da, quần này. Chú cất vào túi xong là tí lại đi ăn tiếp nhá. Tí ăn... đi làm xong lại ăn tiếp nhá, đói rồi nhá. Lấy ra một thêm là một gói nữa thì mới nhét được vào. Đây, thêm một que nữa. Ăn hết que này đi. Đấy, bây giờ mới nhét được vào. Để đây cho Mạnh là tí Mạnh ăn nhá. Rồi, ăn đi.
ăn xong rồi đi nhá. Mình cũng mong sao là có cơ hội nào đấy mỉm cười với lại hai ông cháu để sau này hai ông cháu có mảnh đất lên trên đường lớn để mà ở. Vậy những cái cung đường như này thì rất là quen thuộc với lại Mạnh rồi, cho nên là không cần là phải bế gì cả, khắc lên được hết. Những cái thửa ruộng bé tí này cô bác này đi đôi chân trần thì còn chạy tung tăng nhá. Mày không lấy dép à? Hả? Ra đây làm đi. Ăn xong chưa? Rồi làm thôi. Mình có thóc chứ. Ra đây nhổ thôi. Nhổ đây này. Đấy, sắn quân lên cao nào. Đấy, ra đây nhổ gần với chú này Mạnh ơi. Đấy, công cuộc này. Để mà nói mà công cuộc tìm được đất thì vẫn còn khá là dài nữa cô bác ạ. Vẫn còn phải là cân nhắc thêm mọi cái thì là mới tiến hành và đi vào làm thủ tục để mong mua được. Đó là cũng xin ý kiến của các bác ở trên kênh. Thì nếu mà những cái mảnh đất mà thứ hai sẽ được đi với ông để mà đi xem đấy, thì nếu mà được thì mong các bác cho cháu được xin một ý kiến để mà cháu được biết cô bác nhá. Chắc chắn là kinh nghiệm thì các bác là biết rất là nhiều rồi. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ và chia sẻ tới đây thôi cô bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở tuần sau tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Tôi xin chào các bác, các chị nha. Tôi đang làm. Đây, Mạnh thì cũng ra đây nào. Khoanh tay cho con các bà đi Mạnh. Khoanh tay. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Bye bye.